Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn tham khảo kết quả quay thử xổ số miền Nam thứ tư ngày 4 tháng 11 năm 2020. Chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn và hãy lựa chọn cho mình được những cặp số thật đẹp trong ngày hôm nay. Kết quả quay thử xổ số miền Nam giải 8, Đài Đồng Nai 09, Đài Cần Thơ 16, Đài Sóc Trăng 95. Giải 7, Đài Đồng Nai 499, Đài Cần Thơ 200, Đài Sóc Trăng 238. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy ủng hộ cho kênh bằng cách nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Cuối cùng là giải đặc biệt, Đài Đồng Nai 193386, Đài Cần Thơ 459656, Đài Sóc Trăng 911339. Chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại.